Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái phần mềm Vitour DG Pro cơ bản bản 7.0, 7.5. Thế thì đối với một số bạn nào đã download cái Vitour 7 này về máy rồi và crack rồi thì các bạn hãy bật cái giao diện nó trên màn hình desktop như tôi vừa làm đấy, các bạn nhấp vào đây và nó sẽ ra giao diện như thế này. Thế bây giờ thì các bạn, một số bạn thì dùng mục đích DG, có một số bạn thì dùng vào mục đích là bóp méo âm thanh để lách bản quyền ở trên YouTube. Thế thì các bạn đầu tiên thì khi có giao diện này các bạn phải lấy nhạc lên. Thế thì lấy nhạc ở đâu? Như tôi thì tôi có một cái blog riêng, thì trước đây bạn tôi chơi cái phần mềm này thì tôi rất nhiều bản nhạc không có bản quyền. Còn đối với một số bạn mà muốn sử dụng chơi cái này thôi thì các bạn phải lên mp3.zing và hoặc là nhạc của tôi, các bạn download bài về thì các bạn đã ổn thế nào các bạn nhớ. Thế thì bắt đầu sử dụng cái phần mềm này như thế nào thì tôi có giới thiệu qua. Ở đây chính là cái giao diện bản nhạc đầu tiên. Bản nhạc, ví dụ các bạn tải một bản nhạc, ví dụ Suy nghĩ trong anh, các bạn sẽ để nó ở đây, hoặc là bài Anh không xứng, các bạn để ở đây, các bạn ghép lòng với nhau. Đây thì các cái này cũng là các cái hiệu ứng của nó. Đây là hiệu ứng kêu, đây là hiệu ứng, cũng có nhiều, rất nhiều hiệu ứng rất là hay, các bạn có thể tự tìm vào trong các cái đây. Ví dụ như tôi thử với bạn xem, ở đây tôi chưa bật. Thế thì đây là các bạn sẽ ấn nút cho nó chạy. Ở đây là các cái 1, 2, 3, 4, 6, 8 này nó sẽ lặp lại. Ví dụ các bạn muốn đến cái phần, ví dụ có cái câu là Suy nghĩ trong anh thì nó muốn lặp lại câu đấy chục lần, thì các bạn ấn số 1 nó sẽ lặp lại luôn. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau. Ở đây là cũng các cái hiệu ứng chỉnh, bóp méo cái âm thanh của nó. Ví dụ như là các bạn cho cái âm bass nhỏ đi, lớn hơn hoặc là chậm hơn, nhanh hơn đấy. Ở đây cũng vậy, tức là trong chia đôi này ra thì hai bên này giống hệt nhau, chỉ là chạy hai bản khác nhau và ghép vào thôi. Thế thì đây là cái chỗ các bạn sẽ lưu file vào ổ máy tính này, vào đĩa này, rồi là vào máy quay này. Đây là các cái hiệu ứng các bạn lồng vào trong cái bản nhạc đấy. Đây là phần 1, ở đây các bạn chú ý một, đây là phần 1. Cái phần các bạn tìm file để đưa lên thì đây số 1, số 2 các bạn nhìn lên góc trái màn hình. Một số hai đây là các cái hiệu ứng chạy nhanh, một thì nó chạy rất chậm, hai chạy trung bình, ba là chạy nhanh. Đây là các bạn cũng, đây là cái hiệu ứng key lock nha, các bạn kéo lên về nó sẽ chạy nhanh hơn cái bình thường. Ví dụ một bài thì có 3 phút thì nó sẽ chạy còn tầm 2 phút là xong hết cái bài đấy đấy. Thế thì bắt đầu các bạn hãy tìm nhạc, các bạn download về rồi thì để ở nào các bạn có thể tìm lên đây. Đây bắt đầu tôi sẽ cho nó lên, các bạn kéo vào cái nhạc khi nó hiện lên đây, các bạn kéo, các bạn thả vào đây đấy, các bạn thả vào đấy thì nó bắt đầu nó hiện lên các hiệu ứng trên đây rồi đấy. Các bạn chờ này nó chạy. Và bài thứ hai các bạn muốn lồng ghép vào với nhau thì các bạn kéo vào bài thứ hai, bỏ vào đây đấy, đơn giản như thế thôi. Thì ở đây thì bắt đầu các bạn có thể chơi. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn.
Đó. Đấy. Bắt đầu các bạn đang phải chạy rồi. Các bạn phải chỉnh hiệu ứng cho nó. Đây. Hoặc là các hiệu ứng này. Đấy. Dụ các bạn muốn nhập mãi một à, nó lặp đi lặp lại thì các bạn ấn vào đây. Đấy, các bạn hiểu chưa? Ok. Đây các bạn cũng chỉnh hiệu ứng. Méo này, bé hơn, to hơn. Đây này, đây là bớt bát đi này. Đây các bạn lại nhiều bát hơn, nhiều hơn bát hơn đấy. Đấy, ấm hơn, cái này nghe ấm hơn, không có bát này. Nếu chẳng hạn các bạn muốn chơi nhạc nhé, mà các bạn muốn ghép vào nhau ấy, thì đầu tiên các bạn phải để một cái bài cái thanh đầu tiên các bạn phải để trên, vì đây nó là thanh âm thanh, các bạn để lên thì mới nghe được nhạc. Thì các bạn vẫn phải tắt cái này đi, các bạn cho nó chạy trước, bạn kéo đây này, kéo tôi sẽ cho chậm một chút. Các bạn kéo trùng các cái đỏ này, các bạn kéo dê cái đỏ, kéo trùng các cái điểm nhấn nó lên đấy, các bạn kéo trùng các cái điểm cao cao này của nó trùng vào các cái xanh, cái đỏ trùng nhau cái xanh. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn cho nó lên, thích nữa tôi cho xuống. Ok, các bạn có thể tìm hiểu thêm một các cái hiệu ứng ở đây của nó, cái hiệu ứng cây này, đây cái hiệu ứng bóp méo tiếng chính là hiệu ứng cây này nhé. Đây để tôi bật cho các bạn xem. Đấy. Nếu bạn nào like âm thanh trên YouTube thì có thể đưa một cái bài hát lên để các bạn sử dụng cái cây này, nguyên mỗi cái cây thì các bạn để like nó sẽ bóp méo tiếng hoàn toàn tiếng con trai tiếng con gái đấy, đấy nhá, tiếng con trai nhá. Đấy. Thế thì sau khi các bạn muốn lưu cái bản nhạc này ở đâu thì các bạn ấn vào đây, Recorder này, cái mục 4 của nó này, thì ấn vào con link. Các bạn sẽ chọn cái địa chỉ lưu, ví dụ như là desktop, lưu hẳn là desktop nhé, file nhạc DAISY server này. Ok. À quên, cái này các bạn phải chọn hiệu ứng MP3 nhé. Đuôi nó, bạn ấn Start là nó đang ghi cái đoạn nhạc này các bạn đang làm đấy. Nó ghi cái đoạn nhạc các bạn đang làm, ví dụ các bạn phải ghi 10 giây, 20 giây, tiếng. Một bài nó tầm 3-4 phút, kể cả một tiếng cũng được. Để sau khi mà các bạn ghi xong rồi thì khi cảm đủ rồi thì các bạn ấn stop. Đấy, stop các bạn tắt đi thôi. Đây thì nó ra màn hình ở cái tôi vừa lưu đây. Bạn phải nghe. Đấy là cái cơ bản của phần mềm này, còn
để sử dụng để lách nha, lách âm trong YouTube, như là các bạn có thể ghép nhạc chơi DJ thì các bạn có thể tìm hiểu những cái hiệu ứng này, các bạn cứ nghịch đi và tìm hiểu thì sẽ hiểu thôi. Thì tôi nghịch cũng nhiều nhưng mà tôi chỉ toàn là làm để lách âm trên YouTube. Tôi chỉ hướng dẫn một số các bạn đang muốn lách âm hay là chơi DJ, bạn ghép nhạc và chơi vui vậy, chứ không để mà chuyên nghiệp thì các bạn cần phải đi học. Thế thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn nào chưa hiểu gì thì comment bên dưới tôi sẽ trả lời, và có thể các bạn có thể like video tôi không like nếu có gì thiếu sót, thì mong các bạn đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh hơn, là vì một cộng đồng Việt Nam giàu mạnh hơn. Xin chào các bạn.